Một ngày mới lại đến với ngôi nhà màu hồng. Và sáng nay, căn bếp là của Lena cùng chàng phụ bếp Hoang Thạch. Như những hôm trước, Xuân Nghị phải đi tập từ sáng sớm, không kịp ăn sáng cùng các bạn. Mấy giờ anh về? Không biết luôn. Có lẽ là sẽ tập đêm. Các thành viên bắt đầu một buổi sáng thật bình yên. Mở sờ quên được là sữa. Hay hả? Sáng anh nhẹ, trời đi sớm quá trời. Thì có kịp ăn không? 390 mình đi học. Đúng không? Không. Để từ sáng giờ. Không. Đi luôn hả? Chưa, em đợi chị Vi mà. Ừ. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được lâu. Trời ơi, nhìn em luôn cảm thấy hiện tại là trong lòng em đây rất là một bộ. Gì vậy? Không hiểu con người Na là như thế nào luôn. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Chuyện còn chuyện khác. À, hôm nay Na nói với em đi mua trà sữa. Lúc đó là chị Thương cũng đề nghị là chị Thương đi cùng. Xong rồi Na mới em mới nói là thôi hai người đi thôi. Thì xong ban đầu Na nói em hỏi là trà sữa ở Nguyễn Thị Thập là gần không? Na nó gần, nhưng mà thực chất là rất xa. 390 Nguyễn Thị Thập. Đúng không? Không. Vậy từ sáng giờ? Không. Rất xa. Rất xa. Nguyễn Thị Thập xa, em mới hỏi Na là em hỏi là gần không? Na nói gần. Xong rồi em cũng nghe vậy tại vì em không có biết đường từ đây qua Nguyễn Thị Thập như thế nào. Na chở em bằng xe đạp, anh nghĩ đi. Cái xe đạp điện đó mà sao mà chở được. Xong Na đi một khúc xong không biết sao Na nghĩ sao Na nói thôi bây giờ cũng trễ rồi. Bây giờ chị về chị lấy xe máy đi, còn em thì đi xe đạp điện để em đi làm. Xong rồi tự nhiên em mới dắt xe máy ra thấy Na biến đâu mất. Ồ, mà kêu đâu mất rồi. Mà không có chịu cho chị Thương đi một hai đội đi. Rồi bây giờ đi một mình. Một mình hả? Một mình em tự đi. Rồi. Em không hiểu là Na cố tình hay là Na suy nghĩ như thế nào luôn á. Na đâu cần phải diễn như vậy. Sáng nay em không thích những con người diễn như vậy. Em thật sự không hiểu Na là người như thế nào luôn á. Mắt luôn nước mắt đâu được. Trời, em lần đầu tiên giống như em bị một đứa con nít mà dụ vậy á. Em đâu phải là con nít đâu, em lớn rồi mà. Không sao đâu, ngồi yên. Em ngồi bình tĩnh đi, chị lấy nước cho em nhé. Thì tí cứ về cứ nói thẳng thắn với Na luôn. Vậy có gì chờ tí nữa hay là chiều về gì đó ngồi. Nhiều khi nó có việc gấp hay sao. Chứ để lâu không tốt đâu, anh nghĩ vậy. Câu chuyện càng lúc càng căng thẳng. Hoàng Thạch đã hành động nhằm xoa dịu tình hình. Anh nghe nè. Anh nói gì vậy? Tự nhiên Vi giận là sao? Thì hồi nãy Vi mới mua trà sữa và cái rồi xong cái mặt hầm hầm nè. Rồi cái đem trà sữa vô cho mọi người thì nói là gì á, em kêu Vi đi xe máy rồi cái Vi đi lấy xe máy ra cái không thấy em đâu hết trơn. Tại vì em chạy xe đạp điện thì em chạy chậm á. Sao em đâu biết là chị Vi đi đường nào đâu. Thì em chỉ chạy tới cái địa chỉ 390 thôi chứ em biết đi đường nào bây giờ. Mà tự nhiên là giận em, đi xe đạp điện chứ đâu có em đi xe Honda đâu mà em chạy lẹ được. Ủa nhưng mà hồi nãy cái lúc mà không thấy nhau em có gọi đi thử không? Em đâu có số đâu mà gọi. Còn không có số hả? Em chỉ chạy tới đó thôi à, chứ em đâu có số đâu. Ồ rồi Vi ở đó Vi mua trà sữa rồi đó. Thì cũng đâu thấy em đâu. Trời dạ. Em chạy tới thì còn gì nữa mà không thấy trời. Ủa gì kỳ vậy ta? Có mua trà sữa chú. Cái gì vậy? Cái gì vậy là cái gì? Ủa chứ nãy giờ em đi đâu? Em chạy chưa tới, bây giờ mới tới. Có mua cho em chưa? Biết mà. Thôi em về, em nhịn, em đi trước đây. Trời ơi. Tại vì Vi về mặt hầm hầm rồi kêu ức chế rồi sầm trời đất luôn đây nè. Bây giờ kêu ức chế, em có làm gì đâu mà sầm ức chế trời. Thì nè, đó là anh đang kể cho em nghe để em xử lý cái tình huống này nè. Ủa thì anh kêu chị Vi gọi cho em đi. Thôi anh nghĩ là em nên nhắn tin rồi sau đó gọi cho Vi thì đúng em hơn á. Em có số của chị Vi đâu mà nhắn tin. Rồi để anh nhắn tin số của Vi cho em nha.
Anh... Cả nhà ơi. Mình không phải con nít. Cả nhà ơi. Không phải nhỏ đâu. Thì anh có nghe được một số chuyện, anh nghĩ em nên nói chuyện với Na. Anh thấy này giống như hiểu lầm nhiều hơn. Alo chị nghe. Ừ. Em có thấy em đáng giận không? Câu đầu tiên chị hỏi là đường Nguyễn Thị Thập có xa không? Và em nói là gần đúng không? Em nghĩ xa hay gần? À, cái quán trà sữa đó thì chắc nó xa đó. Xa mà sao em nói gần? Chị cũng không thích đi xa. Đi xa thì rất là nắng. Mà em một hai em nói gần, em lại để chị đi một mình. Không phải, tại vì em sợ nó xa. Em sợ nó xa rồi em đi qua đây nó trễ. Tại vì hôm nay em làm nhiều hàng. Thì như vậy thì tại sao em không nghĩ tới phương án thứ hai? Là em nói là thôi bây giờ em có việc rồi em đi. Chị với chị Thương đi. Em đi làm. Em có thể nghĩ tới phương án này mà. Em nói em xong rồi em nói là chị đổi xe máy. Chị chạy xe máy ra không thấy em đâu cả. Nếu mà như vậy thì em mà đi trước thì em cũng nói trước với chị một tiếng chứ. Chị đâu phải con nít đâu. Nhưng mà nói chung là thôi em sai, em xin lỗi. Tại vì em không nghĩ là chị đi khác đường với em. Em nghĩ là chị đi chung đường với em. Buồn quá tự nhiên cái bị giận. Bị giận lấy xe luôn á. Nói chung là chuyện này cũng không có gì mà để làm ầm lên hết. Chị chỉ mong là từ nay em nên suy nghĩ những cái gì mà trước khi mình làm. Thôi ơi, từ nay em sẽ không làm nữa đâu, nên chị đừng giận em nữa nha. Thôi lo gọt xoài đi. Em không thích tính cách của Nga, của Na. Và em là người mà khi mà em cảm thấy ai chân thành thì em mới có thể em đối xử bình thường được. Thực sự là em đã cố gắng hết sức để bình thường với Na, nhưng mọi thứ nó diễn ra mình không có thể nào mà mình kiểm soát được. Đặc biệt là chuyện sáng ngày hôm nay, giống như cảm giác của em giống như là bị lừa, bị một đứa con nít lừa vậy á. Cá nhân anh nghĩ là Linh nên qua để có gì làm cầu nối cho hai người. Chuyện đã giải quyết rồi, không có cần gì mà làm cầu nối. Em không cần như vậy. Em biết sao, Vi rất là thoải mái. Vi rất là thẳng tính. Tại vì em không phải là em thật sự em không diễn. Vi nói ra là biết rồi đó. Anh biết mà, nhìn cái mặt là biết rồi. Bởi vì em bực bội. Đây là lần đầu tiên một đứa nhỏ tuổi hơn em mà nó làm như vậy với em. Tức là Vi cũng có cái lý của Vi mà Na thì nó cũng nghĩ kiểu trẻ con của Na. Tại vì thì bực bội, tức là đi nắng nôi nó xong rồi chờ cùng đi ra không thấy ai, mình không biết đường nữa. Em biết cảm giác của Vi cũng rất là khó chịu. Còn Na thì nó lại nghĩ đơn giản là nó chỉ có một cái đường đấy, đường của chị Thập thôi. Thì nên là nó sẽ đi đường đấy, chắc chị Vi cũng sẽ chạy theo nó và chị Vi đi xe máy. Em nghĩ là một thời gian sẽ hiểu hơn tính cách của Na. Bây giờ em cũng không dám khẳng định là Na là người như em nghĩ trước kia nữa. Em thấy Na đang diễn, Na đang cố tình diễn mọi thứ. Em không rõ con người của Na. Na muốn diễn gì trong chương trình này? Na đang kết hợp với Thạch để diễn. Nhưng mà dù sao thì chuyện cũng đã giải quyết rồi, thì thái độ của em cũng sẽ bình thường đối với Na. Nhưng mà em không còn tin Na như lúc trước nữa. Mà thực sự là sống trong một tập thể mà em cảm thấy không thoải mái là em cũng rất là khó chịu. Điều gì làm em cảm thấy dễ chịu hơn? Em nghĩ là anh Thông về thì có bạn để chơi với em rồi. Trời. Thôi, mình dắt tay nhau đi trốn đi. Qua anh Thông rồi, Vi hết ngó người khác rồi. Đưa nhau đi trốn. Nên anh Thạch phải tranh thủ đi. Không có, tại em thấy anh Thông cũng không phải xác định rõ luôn. Không phải đâu, tại em thấy anh Thông có nhiều điểm giống nhau á. Cũng thích hát nè, rồi cũng thích nhảy nhót, rồi cũng khá là hợp nhau và tính tình cũng vui vẻ cởi mở với nhau nữa. Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh đang trong rừng. Hôm nay mấy giờ về? Thì lịch là 9 giờ 10 giờ mới về. Mà có chuyện gì thì anh về, nếu mà chuyện về thì anh phải trên cái kiếm sao thì sớm. Sáng giờ bực bội. Sao bực ai? Bé Na. Bé hả? Ồ. Làm gì em?
nó rủ em đi mua trà sữa mà xong rồi nó bỏ em đi một mình vậy á, mà em thì không biết, em không biết đường. Trời đất ơi. Ừ. Rồi không hiểu sao luôn. Nó thì nó nói nó xin lỗi thì nó vậy thôi thì thôi chứ biết nói gì nữa. Ờ. Tối nay mấy giờ em về chị Dung? Hử? Tối nay mấy giờ về Dung? Hôm nay em được off, em ở nhà nguyên ngày. Nhà thế hả? Ừ. Hàng gì để thôi vậy rồi, để cái gì trên hữu gì sao? Em cảm thấy Thông là người em ấn tượng nhất. Có một cái gì đó gọi là gần gũi giữa hai người. Bởi vì hai đứa cùng đam mê hát, rồi cũng có vẻ rất là hòa đồng giống như nhau. Thì ngày đầu tiên em cũng đã ấn tượng rồi. Ba giận cái mình hỏi xin lỗi ba mới thôi, ba đừng giận em, tại ba cái tính em không có giận đâu, nhưng cái sao ông Vi thẳng tính nên là may là nói ra chứ để ghim ghim bụng mình ghê. Có chắc là Vi đã bỏ qua cho Na? Con người có thể nói dối nhưng ánh mắt không thể nào nói dối được. Ừ. Đúng vậy không? Ừ. Nếu như đứa nào nói vậy, nó cái ánh mắt của nó có gì đó một chút gì đó nó không tự nhiên. Nhưng mà em cũng thấy là lạ rồi. Alo em nghe đây. Anh đây. Anh đang ở đâu ấy? Đã xong nhiệm vụ hòa giải, giờ là lúc Linh gặp Thạch để báo lại tình hình. Chị có đi ăn trưa với em được không? Đi ăn trưa. Được. Bây giờ em đang chạy trên lên quận 3 này. Xong rồi em ở tiệm một tí xíu. Chị em qua quận 3 anh đón em nhé. Một lúc sau. Sao đem vui vậy? Hả? Chàng Thạch vẫn luôn là soái ca của các chị em trong từng cử chỉ nhỏ. Em có cần áo lạnh không? Không, em phải áo quẹt. Lộn, áo chống nắng. Cần rồi, anh có không? Đây. Không, em chỉ cần che chân thôi ấy. Đây, lấy cái này nè. Được không? Được. Wow, nắng quá. Tội nghiệp anh quá. Có cần cái áo không? Không. Không sao đâu, em có thể như một cái chân đen, bây giờ là nửa cái chân đen, nửa cái chân trắng. Rồi, anh nghĩ thôi, em sẽ sống sót. Em đừng lo. Và dù đang đi với Linh, Thạch vẫn không quên quan tâm đến cô bé Út của nhà chung. Alo. Anh nè. Anh đang ở ngoài đường. Bây giờ là anh tính chở Linh đi ăn, em có muốn đi ăn luôn không? Tí nữa anh ăn xong anh gọi em, anh đón em luôn ha. Rồi vậy nha. Có vẻ như với Thạch, Linh là một cô gái khá là đặc biệt. Vì em là người đầu tiên mà tới gần nhà anh nhất. Ở đây có gì ngon à? Cái gì cũng ngon. Cái gì cũng ngon á? Ừ. Anh ăn thì là vậy. Em nói chung là đi ăn với con gái là ngon hết. Rơm rác gì ăn vô cũng thấy giống như ăn sơn hào thấy vậy. Cái đó gọi là ngon kiểu tâm lý. Trời, móng tay của em mấy hết rồi. Đây nè, em chưa làm móng á. Ừ, em chưa làm móng đó. Anh cậy ra được hết luôn rồi. Em đi hôm nay là em làm móng nè. Cuối cùng là em không làm móng được đấy. Anh cậy ra hết nè. Không biết trong lòng Thạch, hai cái nắm tay có khác biệt gì không? Mình nghĩ đối với mình Linh có vẻ như là một cái người khá là phù hợp trong cái chuyện, trong cái cung cách nói chuyện, và tính cách hai đứa cũng khá là hợp nhau. Khi mà buổi trưa mình cũng có ý mời Linh đi ăn ở khu gần nhà mình, và mình cũng nói đây là khu mình ở, thì đó cũng là một cái sự dò xét. Thì thấy Linh cũng khá là thích thú với chuyện đó, cho nên là từ lúc đó thì mình cũng cởi mở lòng mình hơn. Linh chắc chắn là một người mình sẽ quan tâm đặc biệt hơn sau này. Xem ra Thạch và Linh khá hợp ý nhau,
nhưng họ còn chưa kịp dùng bữa thì lại có tin xấu. Có biến kìa. Na nhắn tin, Na nói là nhà gì, Vi kể với Thông là nhà có biến. Alo. Alo. Ờ, anh này. Ủa, ờ, Vi hồi nãy nói chuyện với anh Thông rồi, anh Thông kể lại cho em là nhà có biến hả? Không, thì em gọi cho anh Thông nhắn tin cho em. Ông đang trên đường về. Ờ. Em mới nói, ủa chứ không phải ngày mai mới về hả? Ờ. Ông mới nói là tại vì chị Vi gọi điện cho anh, chị Vi nói ở nhà có biến nên anh về. Yeah. Ờ thì em nói chuyện tào lao, chuyện không đâu với đâu hết, tự nhiên đi giận. Em chịu là em cũng có xin lỗi mà. Biết em rồi. Em cũng có điện em xin lỗi mà, còn giờ em không có sinh hoạt ở nhà nữa đâu. Em cứ ở bên đây tới tối em mới về. Thôi, về đi. Không muốn đi chơi với anh hả? À? Tính em vậy á, em mà nó không thích rồi là em không thích. Ồ, không muốn đi chơi với anh hả? À? Không muốn ăn barbecue à? Chị Linh đâu rồi? Hay quá ha, bơ tôi kìa. Không phải bơ mà tôi đang bực mình lắm. Bà Linh đâu rồi? Quên luôn, giận luôn rồi. Chị Thương đúng không? Đây, chị Thương ở bên chỗ studio rồi. Đơn giản là chị nghĩ là anh Thông là lớn nhất trong nhà chung đúng không? Trong đám mình á. Thì anh nghĩ là bây giờ có xích mích giữa em với Vi dù nó không có gì thì anh cũng muốn về xong bắt đầu giải quyết để mình sống chung với nhau, thì mấy cái đó phải giải quyết xong chứ sống chung với nhau mà có mấy cái này xong sống cùng nhau được. Chỉ là vậy thôi, chị nghĩ vậy đó. Không có nghe như robot vậy. Để anh gọi lại bằng điện thoại thường. Alo. Ờ thì anh hỏi em là tối mấy giờ em về, có gì tranh thủ giờ sớm nha. Tranh thủ cũng vậy nhưng mà làm gì anh cứ nói em về nhà sớm gì vậy? Ủa nhớ tôi hả? Có chút chút. Nói thật, hãy nói là thật nhớ ra đi. Thì mới nói rồi đó. Thôi anh phải ngồi cái chị Linh nữa vậy, anh thấy nói gì nè. Anh nhớ em đó, anh nói gì chị Linh mới nghe chứ anh đừng có nói mới nói. Trời ơi. Cho nói chuyện nè. Chị bảo này, đây nè. Thôi giỡn á. Chạy liền thấy không, nghe giọng Linh là chạy liền. Chị nói với em cái này. Thôi khỏi nói. Chị. Gì? Chị. Đây, chị nghe này. Mẹ, đừng có giành hàng của em nha. Thế nếu mà chị giành thì sao? Nếu mà chị giành thì như nào? Rồi, tối nay ngay tới chị phòng đi, đừng có ở trong phòng nữa nha. Không là... mình thôi, một người 357, người 246 đi. Anh nghĩ là anh đẹp tới mức độ vậy luôn á hả? Không, anh không đẹp nhưng anh chỉ được cái tự tin thôi à. Ờ. Hơi thấy quá. Đi ăn đi nha, em đi vào ngoài đây. Đối với mình, Na bây giờ mình có cảm giác hơi lạ. Nó giống như là Na quá chú tâm vào cái chuyện kinh doanh. Mình cũng chưa xác định rõ nữa, có thể mình sẽ phải tìm hiểu thêm. Hiện tại là mình thấy phong độ của Na đối với chuyện tình cảm chắc chắn là không có thể nào bằng mình đối với Na. Cho nên cái này là vấn đề mình sẽ phải xem xét kỹ. Thôi mà nghe Na xui xui vậy cũng ok. Vi cũng xui rồi, em biết tính Vi. Không, nhưng mà thái độ chắc anh nghĩ là vẫn còn đó. Tức là bên dạ, ngoài mặt, tại vì mọi người nói là nhiều ấy. Ý là cái trường hợp này nó trở thành một cái trường hợp mà ai sẽ nói chuyện trước với ai á, em hiểu không? Nếu mà Na tin ý, Na nói chuyện nhiều là tự nhiên hết rồi. Anh nói thiệt tại luôn, tự nhiên Vy, hết luôn. Tại vì Vy từng kể với em một câu chuyện rồi, là Vy giận bạn, Vy kiểu là không muốn xin lỗi trước, chờ người kia. Thấy trong chưa? Hai người phải có một người xuống nước. Thấy anh nhìn gái hay không? À, cũng được. ghê quá. Em biết sao không? Tại vì cái cách nói chuyện của anh nó dân dã, nó mới gần gũi với hiện thực. Nếu mà mai này mà em đang hẹn cặp ấy thì em sẽ ghi trong hôm nay ghi trong sổ là buổi hẹn đầu tiên anh đã bị anh muốn đậu mắm tôm. Em được bạn bè em đánh giá là hiểu khá nhanh. Anh đang suy nghĩ trước khi anh nói cái gì đó đúng không? Thì em biết trước là anh nói cái gì. Ý em đang nói là giữa hai tâm hồn đang có sự liên kết đó ha. Ừ. Đừng có phun vô mặt anh. Giữa Linh với Na thì hiện tại bây giờ em có một cái rắc rối khá là to, đó là cái tâm hồn của em nó bị dao động. Thật sự là bây giờ em không có biết Linh với Na ai hơn nữa. Na thì là rất là dễ thương, hoạt bát dễ gần. Nhưng mà còn Linh á, thì là có một cái tâm hồn em nghĩ khá là đẹp. Với lại em nói chuyện với lại Linh có vẻ tâm đầu ý hợp.
Sáng nay, Thương có một cuộc hẹn với đồng nghiệp. Khôi đã chủ động đề nghị chở Thương đi. Thế là... Em comment lên tay anh mà không có thấy anh like gì hết trơn á. Cái đó sau này anh mới mở ra mới thấy. Anh xin bữa em có ghi lại ngày sinh của mọi người hết á. Là anh là cung gì ta? Anh cung Kim Ngưu. Kim Ngưu. Em cung gì? Em cung Song Tử. Song Tử không? Có hợp với Kim Ngưu không? Dạ. Có hợp với Kim Ngưu không? Em có một quần đồ mà coi cung nào hợp với cung nào đó. Bây giờ em mang lên em sẽ tra cho tất cả mọi người. Nắng tay không? Tay. Ôi trời trời trời. Chưa được đúng không? Vậy em thấy bình thường để người ta chạm được vào nhau rất là khó. Mình mới gặp 2 ngày chạm thì cũng hơi nhanh đúng không? Tránh được với vẻ bề ngoài thì anh Khôi là một người rất là bạo dạn cho chuyện tình cảm. Lúc Khôi bắt chuyện với Thương thì Khôi là người chủ động nắm tay. Và Thương cũng e dè. Một lúc thì Thương cảm thấy ngại, Thương rụt ra. Thì cái nắm tay đầu tiên thì cũng có vẻ chưa được thuyết phục lắm. Thì mình rất là thích những người đàn ông mà tự tin và thích là làm. Nói chung là sau cái buổi chuyến đi ngày hôm nay thì mình có cảm tình đã tốt rồi thì nay là còn tốt hơn với cả anh Khôi nữa. Nếu mà cái nắm tay thứ hai mà không thành công nữa thì chắc Khôi sẽ chuyển sang đối tượng khác. Những biểu hiện tình cảm của Khôi và Thương dành cho nhau diễn ra nhanh đến mức khiến cho người ngoài không khỏi nghi ngờ. Cặp đôi ở trong nhà chung thì mình quan sát là hàng ngày hàng giờ luôn, thì mình nghĩ chắc có lẽ là Khôi và Thương có những cái cử chỉ của Khôi và Thương nó quá nhanh đi, tại vì mình có chụp hình hai người cho nên là cái cảm nhận riêng của mình về hai người này nó sâu sắc hơn những người còn lại, cho nên là theo cái suy nghĩ phiến diện của mình, mình cho rằng đây là cặp đôi mà chương trình cài vào.